Thưa quý vị, chương trình tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm chính thức được phát động vào tối qua ngày 4 tháng 11 tại tiền sảnh trung tâm Megamart trên đường Cách Mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ. Đến dự và các ban phát động chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, đơn vị tổ chức đến thời điểm này, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của 15 trung tâm thương mại siêu thị lớn với hơn 5.000 mặt hàng được giảm giá dịp này với mức giảm từ 3% đến 70%. Ngoài ra, các chủ cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng tổ chức nhiều chương trình tại các điểm khuyến mại, bao gồm các nhóm ngành hàng như điện máy, điện tử, điện lạnh, dịch vụ viễn thông, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến, thời trang. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm thành phố Đà Nẵng tại tiền sảnh trung tâm MM Mega Market từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021. Sự kiện với quy mô gần 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm xuất khẩu uy tín của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hồi giờ thì cô cũng dùng nhiều ở trên, ví dụ như là nước mắm, thì cũng dùng nhiều là ở siêu thị, thì hay dùng là các cái sản phẩm truyền thống. Nhưng mà cũng nghe nói tới 5O, nhưng mà thật sự là cô cũng chưa có dùng 5O. Nhưng hôm nay thấy ở đây là có cái sản phẩm của Đà Nẵng 5O thì cô sẽ dùng thử. Các sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, công nghiệp, nông thôn tiêu biểu được công nhận đều có sự khác biệt. Bởi đây không chỉ đơn thuần là sản phẩm hàng hóa thông thường mà còn mang trong mình giá trị truyền thống. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này vẫn chưa được lên kệ của các siêu thị lớn mà chỉ dừng lại ở các siêu thị mini, cửa hàng đặc sản và chợ truyền thống. Thì mình cũng rất mong muốn là thông qua cái chương trình này sẽ quảng bá cái thương hiệu và để người tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn với cái mắm nhị Bình Minh. Sản phẩm bánh tráng thì cũng vừa qua thì cũng được chứng nhận là sản phẩm Việt Tân thành phố Đà Nẵng với sản phẩm nông thôn quốc gia. Thì với sự hỗ trợ của Sở Công Thương thì doanh nghiệp cũng hầu thì cái khâu sản xuất từng bước là nó đậu mới công nghệ. Sản phẩm như sản phẩm bánh tráng thì đã đi qua đến Thái Lan rồi. Chương trình tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chủ trương xúc tiến thương mại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Thông qua chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thiết yếu với chất lượng, giá cả phù hợp, triển khai có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.